Bây giờ là 7 giờ tối các bạn, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2019 các bạn ơi. Giờ hiện tại đang chỗ trước Ủy ban nhân dân thành phố đã bị kẹt xe rồi bạn ơi. Ngày hôm nay là sẽ là trận đấu chung kết King Cup giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan. Xin lỗi các bạn, và tuyển Curacao các bạn. Với Việt Nam đá với Coca. Cho nên là vào thứ 7 nữa, cho nên là hiện tại là đang bị cấm đường các bạn ơi. Thường thì thường lệ ở chỗ này là phố đi bộ là thứ 7 là cấm đường. Cho nên là chúng ta thấy cái chuyện rất là bình thường các bạn. Và bên kia, phía bên trong của phố đi bộ là một biển người các bạn ơi, chuẩn bị cho trận đấu, xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Curacao. Curacao là một đất nước nằm ở khu vực vùng Caribe. Phía nam của họ là gần giáp với bờ biển của Venezuela. Mấy ngày hôm nay thì nhiều cư dân mạng họ chỉ nói vui rằng là lẩu thái nó còn cay đến thế mà Việt Nam vẫn xử được, thì cacao nó ngọt thơm như thế thì Việt Nam cũng sẽ xử một cách rất ngọt ngào thôi các bạn. Thì theo cái quan điểm mình, cá nhân mình thôi, thì Curacao mạnh hơn rất nhiều so với Thái Lan các bạn. Curacao mạnh hơn rất nhiều so với Thái Lan. Bóng đá Curacao là một nền bóng đá phát triển ở khu vực Caribe. Họ đã từng giành chức vô địch Gold Cup. Gold Cup có nghĩa là một cái giải đấu gọi là giải vô địch bóng đá vùng CONCACAF, cúp vàng CONCACAF bạn, thắng Jamaica năm 2017 và đoạt chức vô địch năm 2007. Thì bóng đá của đất nước Curacao cũng có một số thành tích nổi bật như vậy. Đồng thời là đội tuyển quốc gia của họ hiện nay có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch bóng đá quốc gia hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở Hà Lan. Hà Lan là đất nước trước kia là thuộc địa của tức là các bạn biết Curacao là thuộc địa của Hà Lan trước kia, cho nên là rất nhiều người Curacao đã sang Hà Lan thi đấu. Họ có gốc gác Hà Lan, có thể là bố mẹ người Hà Lan các bạn. Thì trong đó nổi bật những cầu thủ ngoại thì có hai cầu thủ đang thi đấu rất nổi bật tại giải vô địch bóng đá Anh ở các hạng cao. Ở giải ngoại hạng Anh thì có một cầu thủ được định giá khoảng 3 triệu đô la đang chơi cho câu lạc bộ Everton dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Fornax, và một cầu thủ đang thi đấu dưới dạng chuyển nhượng tự do các bạn, từ Feyenoord. Như vậy là đội bóng đến từ khu vực vùng Caribe, Curacao là một đối thủ khá mạnh, không phải là một đối thủ dễ chơi thưa các bạn. Và theo quan điểm của mình thì mình dự đoán là trận đấu này sẽ rất là hấp dẫn, và mức độ cạnh tranh giống như là cọ sát ấy, rất là cao. Và theo dự đoán của mình thì trận đấu này sẽ giải quyết thắng thua trên chấm 11m thôi các bạn, và tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Trong đó thủ môn Đăng Lâm sẽ đẩy được một quả phạt đền, trong khi đó đội tuyển Curacao sẽ không đẩy được quả nào, và Việt Nam sẽ đoạt chức vô địch King Cup. Đây là một cái chức vô địch mà sát vào, và nói là sát rất nhiều vào vết thương đau của tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan đã kết thúc giải King Cup 2019 với hai chữ là trắng tay thưa các bạn. Họ không có một một bàn thắng thưa các bạn, không có nổi một bàn thắng, và đã thua hai trận đấu. Trận đấu tranh giải ba cũng vừa mới kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển Ấn Độ, bàn thắng duy nhất của đội tuyển Ấn Độ ở trong trận hạng ba, đã mang về giải A3 cho đội tuyển Ấn Độ. Và ngay giờ phút này đây thì tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có một lượng bạn trẻ thanh niên cũng như là những người dân của
ở thành phố Hồ Chí Minh đã về đây rất đông để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Cô Cao. Mình rất hy vọng rằng cái dự đoán của mình sẽ trở thành hiện thực, là một niềm và nó là vui vui bến của các cổ động viên tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan và các cổ động viên ở quê nhà. Mình có một số thông tin dự đoán như vậy và mình xin kết thúc video ngắn ở đây để quay cho các bạn xem là cái khung cảnh trước giờ bóng lăn khoảng 45 phút trên phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn.